Dạ mô Phật, con chào thầy. Và hôm nay thì con có một điều thắc mắc là ai ai thì cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, nhưng mà người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận rồi dẫn đến sóng gió. Vậy thì giờ tụi con nên làm cho mình xinh đẹp hơn hay là làm cho mình xấu đi để có được hạnh phúc? Con xin hết. À, bé ơi, bé, con có muốn mình xấu không? Con muốn mình xinh đẹp đúng không? Hồng nhan bạc phận là câu nói lấy từ trong truyện Kiều, nói lên cuộc đời của Thí Kiều là hồng nhan bạc phận. Trời xanh quen thối má hồng đánh ghen. Nhưng con à, bữa nay hồng nhan có giá lắm đó con. Hồng nhan có giá lắm. Mấy cô xinh xinh đẹp đẹp chân dài toàn là được mấy anh đại gia rước không đó, chứ người ta không rước cái xấu xấu lùng lùng như mình đâu. Cho nên làm được hồng nhan là phước lành, nên làm hồng nhan đi con. Không bạc phận đâu, bạc tỷ chứ không phải là bạc phận nha. Dạ con cảm ơn. Hồng nhan là bạc tỷ, cho nên được làm hồng nhan là một phước lành tụi con à. Mình mà được thân hình dễ coi, tướng mạo khá là xinh xắn, người nhìn về người ta nhìn người ta mến, đó là mình đã tạo được phước lành từ nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp rồi mình đã từng ca ngợi người khác, mình đã từng chiêm bái tượng Phật, mình thường xuyên dâng hoa cúng dường Đức Phật, mình thường học đạo thánh hiền, và mình giữ tâm mình cho tốt lành, không sân hận, thì mình mới được cái quả báo là dễ nhìn. Chứ còn không, không phải tự nhiên được dễ nhìn đâu. Còn mà bạc phận hay không bạc phận thì tùy theo cái nghiệp của họ tạo trong đời sống thôi. Cho nên được làm hồng nhan là một phước lành. Hồng nhan là bạc tỷ chứ không là bạc phận. Kính thưa quý thầy, con có câu hỏi. Con lùng có phải là nghiệp không? Và lùng là nghiệp từ đâu ra? Từ kiếp trước hay hay bị gì ạ? Cái lùng cũng là cái nghiệp nha. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói cái lùng kiếp trước là mình cao ngạo với mọi người, cống cao ngạ mạn. Cái thứ hai là để kinh để sách, không tôn trọng kinh sách, để kinh sách dưới đất để bước qua, là cái đó Đức Phật trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật nói như vậy ha. Nên cái lùng là cái nghiệp nha. Cố gắng sám hối, tu tập, khen ngợi người ta, vui vẻ với người ta. Anh nào đẹp trai quá, hoặc là người nào cao quá, mình tỏ thấy sao chị cao quá, sao anh cao quá, khen người ta đi để kịp sau mình được cao nha. Xin cảm ơn. Kính thưa chư tôn đức, phá thai nhiều kiếp sau sẽ phải chịu nghiệp gì? Thưa với tụi con, nói về kiếp sau để chịu nghiệp gì thì chúng ta không có xác định cụ thể cái nghiệp đó như thế nào, nhưng có thể dựa trên tinh thần nhân quả để mà nói. Người mà phá thai á, thì sau này đời sống của họ sanh ra giữa cuộc đời không có thân bằng quyến thuộc, không có bà con họ hàng, và họ kiếm một đứa con giữa cuộc đời này kiếm hoài không ra. Tụi con thấy trong xã hội ngày hôm nay có nhiều người bỏ tiền tỷ ra để kiếm được một đứa con nhưng kiếm không được. Họ không có khả năng để sinh nở. Thì có thể nói là nếu như phá thai nhiều thì kiếp sau mang cái nghiệp là đơn độc cô đơn thôi. Và ở đây thầy khuyên tụi con thế này. Thầy không chỉ khuyên những đứa con gái bắt đầu lớn hay là đã lớn, mà thầy khuyên cả luôn những người nam. Thầy khuyên tụi con nha, nếu như không kiềm chế được cảm xúc, không giữ được mình, tụi con ăn cơm trước kẽn thì phải ý thức được việc mình làm. Thầy nói điều này không phải thầy tán đồng cho việc ăn cơm trước kẽn, nhưng mà thầy nói giá như tụi con không làm chủ được phải ăn cơm trước kẽn, việc mình làm phải tìm hiểu về nó, phải có biện pháp phòng tránh. Đừng để có thai rồi đi phá thai, đó là một tội lỗi cực kỳ lớn. Phá thai là người không đạo đức, phá thai là người không có nhân tính làm người. Vì sao? Vì đó là con của mình, đó là giọt máu của mình. Bao nhiêu người giữa cuộc đời họ mong có con, không có, mà chúng ta có con chúng ta đi phá. Ủa?
cái thiên tính làm mẹ của chúng ta đâu, đạo đức cơ bản làm người chúng ta bỏ đi đâu mà đi phá thai. Tụi con ở đây hay là các cô gái ở bên ngoài kia, nếu như đã lỡ dại mà có thai thì nên nhớ hãy để cho đứa nhỏ được chào đời, thuyết phục được cha mẹ để đi đến hôn nhân, đó là điều tốt. Không thuyết phục cha mẹ, không chấp nhận, thì ngày hôm nay trong đời sống trong xã hội này có rất nhiều những cái trung tâm nhân đạo nuôi những người mẹ mang bầu và chấp nhận nuôi luôn đứa nhỏ khi người mẹ, người phụ nữ đó sanh ra. Người con gái không có khả năng nuôi, bạn trai mình ruồng bỏ, không nhìn nhận đó là con của mình, chồng mình không chấp nhận đó là con của mình, tụi con đừng tuyệt vọng, đừng hủy hoại đi sự sống của đứa nhỏ, cũng đừng tuyệt vọng mà hủy hoại đi sự sống của chính bản thân mình. Tụi con cứ mỉm cười, vì đó là nợ, đó là nghiệp của mình trả. Mình phải sống thật khỏe, mình phải sống thật vui, cho đứa con trong bụng của mình nó được khỏe, được vui, để nó được cất tiếng khóc chào đời, nó có mặt giữa cuộc đời này. Nếu chúng ta nuôi nổi thì nuôi, không nuôi nổi có rất nhiều trung tâm nhân đạo nuôi, và có thể đem vào chùa Thanh Hòa, thầy trụ trì ở đây sẽ nuôi những đứa con của tụi con. Nên nhớ là nam hay là nữ tuyệt đối nói không với chuyện phá thai dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Thầy xin cảm ơn tụi con. Dạ, mô Phật cho con hỏi là mình ăn trứng gà có mang tội không ạ? À, đây, ông trụ trì sẽ trả lời cho con biết ăn trứng có mang tội hay không. Kính bạch cho Tôn Đức, kính thưa các bạn trẻ, trứng gà công nghiệp được hình thành thì các bạn, thầy nghĩ các bạn cũng đã biết, nó không có trống, ở trong đó nó không có cái sự sống, không có con. Nhưng mà nhiều khi một vị thầy cầm cái trứng mà ăn thì nhiều khi họ đánh giá là không được. Nhưng một vị thầy bưng một ly sữa uống thì họ chấp nhận. Nhưng mà xin thưa các bạn, một cái trứng gà công nghiệp nó giống như một ly sữa. Ly sữa con bò, nhiều khi mình nuôi bò lớn lên bắt đầu không cho bò đẻ, sau đó vắt sữa ra, lấy cái sữa, cái chất dinh dưỡng trong sữa rồi bắt đầu làm thành, rồi là bắt đầu mình uống cái chất đó. Còn cái trứng gà công nghiệp nó được nuôi dưỡng, được người ta cho ăn uống rồi bắt đầu nó no, rồi những cái chất dinh dưỡng đó nó trích lại, bắt đầu nó sinh sản ra cái trứng. Thì cái trứng đó nó không có trống, không có sự sống trong đó. Nên thầy nghĩ là có thể chấp nhận ăn được cái trứng đó. Thầy nói ăn trứng không có tội, nhưng mà là trứng công nghiệp nha. Còn các bạn mà ăn trứng lộn hoặc là trứng gà ta thì thầy nghĩ trong đó nó có sự sống ha, thì các bạn ăn vậy cũng như ăn thịt một chúng sinh. Như vậy ăn trứng gà ta, ăn trứng lộn mang tội, còn ăn trứng công nghiệp thì thầy nghĩ nó không mang tội. Vậy thôi. Dạ, mô Phật, con thưa thầy là con muốn hỏi là khi mà mình quy y rồi thì mình phải giữ nguyên năm đạo giới, nhưng mà vì một trường hợp đặc biệt nào đó mình lỡ nói dối, tại vì phải chỉ muốn giúp người khác thì đó có phạm vào năm đạo giới không ạ? Ây đạo Phật, rồi cảm ơn con. Thì như vậy là khi mình đã quy y Tam Bảo rồi thì mình giữ năm nguyên tắc đạo đức đúng không? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ví dụ như vì cái trường hợp nào đó mình lỡ vì giúp người ta mình phải nói dối thì mình có phạm tội hay không? Như vậy tội mình phạm là do từ đâu? Bây giờ mình phải đặt câu hỏi là phạm cái tội mà mình phạm là từ đâu? Phải là do từ tâm khởi không? Từ tâm khởi thì phải phạm tội. Bây giờ đây, trong đầu mình muốn sát sinh thì mình phải phạm tội đúng không? Bây giờ con mũi nó cắn vô này, con mũi nó cắn vô này, bây giờ mình thấy con mũi rồi, mình phủi nó đi thì mình không phạm tội sát sinh. Nhưng mình đập nó
đập nó theo phương diện nào, đó là nhiều vấn đề nữa. Ví dụ đây con mũi nó cắn đây, tức không? Tức. Nhiều người đập cái bếp nó chết, nhưng có những người không đập được kiểu đó đâu. Thế nè, bóp cái tay lại, ôi chặt lại, nghiến ra nè, nó cắn đã rồi nó không rút cái kim nó được. Bắt đầu mình bắt nó ra, mình nghe một chân nè, hai chân, ba chân, bốn chân nè, chụp cái người nó một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, rồi con mũi nó không còn chân, không còn cánh, nó ngoái ngoái quét thế này, đủ thả dạ mình chưa? Chưa đúng không? Nghiến răng là nói hai tay nè, cha nè, cắn nè, con mũi tan xương nát thịt, lúc bấy giờ mới hả dạ. Đó là hành động giết một con mũi. Hành động giết con mũi trong hoàn cảnh đó bằng với cái nghiệp lực giết một con người. Em kiểm nè, bởi vì cái cường độ tâm sân khi mình giết hại là bao nhiêu? Lúc bấy giờ cường độ tâm sân giết con mũi là kịch trần, là 100% bằng như giết một con người. Hiểu không nào? Còn nói dối, nói dối bây giờ, ví dụ đây, các sư ngồi đây, một ông thợ săn ông đang giết một con thỏ nó chạy qua đây. Thế là con thỏ nó chạy ra đường này, ông thợ săn ông vô ông hỏi chứ rồi, các thầy ơi, có thấy con thỏ nó chạy vô đường nào? Bây giờ mình trả lời sao? Hả? Trả lời sao? Bây giờ nó ở con thỏ nó chạy được kia kìa. Như vậy là mình nói dối với ông thợ săn, nhưng mình cứu được gì? Cứu được con thỏ trong hoàn cảnh này là chỉ nói dối với ông thợ săn, nhưng vì lòng từ, vì tâm nè, tâm, vì tâm từ cho nên nói dối trong hoàn cảnh này thì cái tội nói dối không nặng lắm. Nhưng suy nghĩ rằng trong hoàn cảnh này người học Phật thông minh hơn, cứ nói thế này: từ lúc ông chạy vô đây tôi không thấy con thỏ nào cả. Nghe kịp không? Từ lúc ông chạy vô đây tôi không thấy con thỏ nào cả. Trước khi ông chạy vô đây thấy không? Thấy. Ông chạy vô đây rồi có thấy không? Không. Cho nên mà đâu có nói dấu đâu. Vừa không nói dấu ông mà vừa cứu được con thỏ. Kiểu nè. Cho nên vì phương tiện, vì phương tiện mà phải nói dối thì trong hoàn cảnh này không phạm tội. Nè, không phạm tội. Bởi vì xuất phát từ cái tâm gì? Tâm thiện. Thế nè. Còn nếu như vì cái hoàn cảnh mà cha mẹ mà mình cho tiền mà mình nói dối, mình đi ăn kem, đi chơi game á, thì đó mới là phạm tội. Được chứ con? Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây có một câu hỏi là: kính bạch thầy, trong Tây Du Ký, vị Đường Tăng có phải là Bồ Tát hay không? Và Tây Du Ký có thật hay không? Hay chỉ là một biên soạn phim ảnh Trung Quốc? Tây Du Ký là một cái tác phẩm biên soạn, là đứa con tinh thần của Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân dựa theo cái sử liệu Du Ký Thỉnh Kinh của Ngài Thuyền Trang. Thì lúc đó Ngài đi Thỉnh Kinh, nhưng mà nên nhớ là Ngài Tam Tạng mà tụi con gọi là Đường Tăng á, là Ngài là nhân vật có thật trong lịch sử. Nhưng mà đi Thỉnh Kinh là Ngài đi một mình thôi, chứ không có bát giới tề thiên như chúng ta thấy ở trong phim. Thì sau này Ngô Thừa Ân mới dựa trên cái nguồn sử liệu của Ngài Huyền Trang đi Thỉnh Kinh thì thêm ý vào để cho nó thành bộ phim Tây Du Ký. Chứ thực tế thì chỉ có một nhân vật có mặt trong câu chuyện đó, chính là Đường Huyền Trang, là nhân vật có thật. Còn Tây Du Ký chỉ là tác phẩm. Tại sao sau khi chia tay mình không làm bạn được với người yêu cũ? Tụi con nghĩ là tại sao? Đơn giản là thế này: vì khi chia tay tụi con đổ lỗi, đổ lỗi cho người đó. Người đó lừa dối mình, người đó cấm sừng mình, cho nên mình ôm lòng oán hận, mình ghét họ, mình không muốn thấy mặt họ. Mà mình đã thù, đã ghét một người lừa dối mình rồi thì không thể nào làm bạn được. Cái lý do đơn giản vậy thôi. Còn nếu như tụi con học Phật, tụi con hiểu vấn đề, mình đến được với nhau là cái duyên, mình không đi được với nhau lâu dài, mình phải chia tay đường ai nấy đi á, đó là cái duyên đã hết. Duyên đủ thì đến với nhau, gặp nhau, hết duyên thì đường ai nấy đi. Tụi con hiểu được như vậy thì tụi con có thể làm bạn được. Như vậy không thể làm bạn là khi chúng ta ôm lòng sân hận quá lớn, nghĩ rằng người đó lừa dối mình, người đó cấm sừng mình, người đó gạt gẫm mình. Cho nên chúng ta không thể làm bạn với người lừa dối ta, gạt gẫm ta, cấm sừng ta. Còn nếu như chúng ta nghĩ cái duyên đã hết thì thôi đường ai nấy đi, chấp nhận sự việc đang xảy ra như nó đang xảy ra,
lòng tụi con không oán hận, không có thù ghét thì tự nhiên tụi con sẽ làm bạn được. Trong đời sống này có rất nhiều cặp đã chia tay nhưng vẫn làm bạn được với nhau, chứ không phải chia tay rồi trở thành kẻ thù như tụi con nghĩ đâu. Nên nhớ, tình yêu nó đã đẹp, ta đã dành tình cảm cho người đó 5 năm, 3 năm, bây giờ tự nhiên chia tay, rồi chúng ta thù hận người đó cả đời à? Người đó là người mình đã từng yêu mà. Thế cho nên đã chia tay không đi được với nhau thì hãy giữ trong nhau tình bạn. Người ta nói rằng làm bạn thì đến với tình yêu nó dễ, như từ tình yêu để thành tình bạn nó khó. Thầy nghĩ không khó đâu, tụi con hãy chứng minh cho thầy thấy điều đó là sự thật. Cái điều mà từ tình yêu thành tình bạn có thể thực hiện được với việc làm chúng con đừng thù hận nhau. Xin cảm ơn tất cả. Thưa các thầy, là truyền thống mà mình sát sanh thì có bị tội gì không? Theo thầy nghĩ, ở bên ngoài những cái truyền thống mà chẳng hạn như giết heo, giết gà đó, đâm trâu đó, cái đó là truyền thống, đó là mang tội rất là nặng ha. Những chúng sanh đang sống, đang vui vẻ sống trong chuồng, tự nhiên mình đem ra cho nó chọi nhau, sau đó mình này, có thể là đem giáo, đem mát ra để mà đâm nó, để làm thú vui cho chính bản thân mình. Thế như vậy, những người như vậy là quá ác ha, đoạn tuyệt cái mạng của chúng sinh. Người đó có tội rất là nặng nha, cực kỳ nặng.